cả lớp làm sao luôn ạ. Bác sĩ ở bệnh viện đây mời cả hồi sức cấp cứu và của 115 đến, nhưng mà cuối cùng là cũng không cứu được Hạnh. Hạnh thì hoàn toàn khỏe mạnh, cho nên là cũng từ trước đến giờ cũng không có cái tiền sử gì về tim mạch hoặc não gì cả, cho nên là chỉ nghĩ là do một vấn đề gì đó thôi, chứ còn cũng không nghĩ là nghĩ thôi chứ còn cũng không chẩn đoán thực sự là do não hoặc là tim mạch. Ngay khi nhận được tin báo về cái chết chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại bệnh viện phổi, công an thành phố Thái Bình lập tức có mặt tại hiện trường. Lúc này, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự. Sau khi là nhận được thông tin thì chúng tôi là xuống hiện trường, thì xuống thì được biết là lãnh đạo bệnh viện đã đưa tử thi về gia đình. Đấy, chỉ còn hiện trường thì trong cái quá trình đấy chúng tôi hỏi thì sau khi mà chị Hạnh uống trà sữa thì nó có cái đặc điểm như thế nào, thì trong quá trình mà khi mà chúng tôi hỏi cung cấp một số cái trường hợp nhân chứng nói thì sau khi chị Hạnh uống trà sữa và uống hớp một hớp, sau đó là đi vào nhà vệ sinh, sau đó chị đi ra là hai chị nó có nói là trong trà sữa là có cái mùi gì lạ lắm, sau đó chị vào thì chị gục ở trong đấy, thì một số nhân chứng chạy vào thì thấy chị nó có cái biểu hiện là co giật, hai là mồm thì sùi một mép và mắt trợn. Nếu mà chết về cái bệnh tật thì nó không có cái đặc điểm như thế, nhưng mà đây là chị nó có cái biểu hiện lạ là sau khi là uống trà sữa là có sùi một mép. Thì chúng tôi đã nghi vấn là cái việc mà chị nghi là có khả năng này trong trà sữa nó có vấn đề. Nghi vấn trên đã được báo cáo với lãnh đạo công an thành phố Thái Bình. Lập tức, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình chỉ đạo đoàn cán bộ nhanh chóng chia làm hai tổ. Tổ thứ nhất khẩn trương bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu liên quan. Tổ thứ hai làm việc với gia đình nạn nhân để tiến hành giải phẫu tử thi, tìm nguyên nhân chị Hạnh tử vong. Muốn xác định nguyên nhân cái chết thì là phải phẫu thuật tử thi, nhưng mà chúng tôi nhận được thông tin thì gia đình đã đưa nạn nhân về để làm cái thủ tục khâm niệm, nên chúng tôi cũng không thể, cái phương án là phẫu thuật tử thi chúng tôi không thể làm được. Lý do là gia đình xin từ chối. Tại bệnh viện phổi, tổ khám nghiệm bước đầu ghi nhận tại nền nhà vệ sinh phòng hành chính tầng 3, khoa nội 3, bệnh viện phổi Thái Bình phát hiện thu giữ một cốc sứ màu trắng. Cũng tại bàn làm việc trong phòng hành chính thu giữ một cốc trà sữa được làm bằng nhựa trong suốt, miếng cốc dán ni lông ép nhiệt có cắm ống hút nhựa trong suốt. Trên thân cốc có in thông tin website www.tokotoko.com. Đây là cốc trà sữa được các nhân chứng cho biết chị Hạnh đã uống trước khi tử vong. Thu trong tủ lạnh phòng hành chính thêm 3 cốc trà sữa có cùng kiểu dáng, kích thước với trà sữa nạn nhân đã uống. Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra công an thành phố Thái Bình đã niêm phong các cốc trà sữa nói trên để gửi đi giám định tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Công tác giám định không thể có kết luận trong ngày 1, ngày 2. Trong khi việc điều tra thu thập các tài liệu liên quan, nếu không được triển khai kịp thời, thì nhiều khả năng sẽ bị mai một và gây khó khăn trong quá trình phá án sau này.
Từ nhận định trên, cơ quan điều tra công an thành phố Thái Bình quyết định sẽ âm thầm tiến hành xác minh vụ việc trong lúc chờ Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an trả lời có hay không độc tố trong các cốc trà sữa thu giữ được tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. Kế hoạch điều tra bước đầu tập trung vào việc làm rõ nguồn gốc của các ly trà sữa. Theo chị Phan Thị Lý, điều dưỡng viên làm việc tại khoa nội bà, Bệnh viện Phổi Thái Bình, thì trong ca trực chiều ngày 2 tháng 12 năm 2019, chị Lý có tiếp xúc với một người phụ nữ. Người này mang theo một túi quà, trong đó có 6 ly trà sữa đến phòng giao ban, nhờ gửi cho chị Đàm Thị Hải Yến, cũng là điều dưỡng viên của khoa nội ba. Em rút điện thoại, em gọi điện cho Yến. Em bảo Yến ơi, thế mọi hôm Yến quay lại để lấy đồ, hôm nay Yến không quay lại à? Thế là Yến nó lại bảo hôm nay con em mà không học thêm nên em về thẳng nhà rồi. Thôi chị cứ bỏ vào tủ rồi mai em lấy. Thế em cũng có nói với một câu, bảo vậy thì chị ăn trước nhá. Thì nó bảo vâng, thì 6 giờ là em rồi con trai em rồi là anh trưởng khoa ăn cơm, thì em cũng có mời trưởng khoa, nhưng trưởng khoa con trai nên là không uống. Còn con em thì nó ăn xong cơm là nó đã cầm luôn một cốc sang bên này, nó ngồi nó uống luôn rồi. Xong rồi nó mang lên sang nó giả vỏ. Xong chốc nữa thì em ăn xong cơm em uống nửa cốc, xong em lại bỏ tủ lạnh. Sáng mai em lại mang ra em uống nốt nửa cốc thì không thấy gì cả. Xong rồi em mới đi họp chi bộ ở dưới tầng 2. Họp chi bộ tầng 2 thì khoảng nửa tiếng sau thì thấy có người chi hô là cái Hạnh nó làm sao ấy. Chào chị ạ, cho chị đến gọi đây không chị? Không. Bao lâu nữa chị về? Theo mô tả của nữ điều dưỡng, thì người phụ nữ gửi trà sữa cao 1m50, đeo kính, đầu đội mũ, bịt khẩu trang, mặc áo chống nắng tối màu, nói giọng miền Bắc. Sau khi ghi nhận lời khai của chị Lý, cơ quan điều tra thấy nổi lên thêm hai vấn đề cần làm sáng tỏ. Một là mối quan hệ giữa chị Đàm Thị Hải Yến là người được tặng quà với người gửi trà sữa. Hai là giả sử chị Nguyễn Thị Hạnh tử vong liên quan đến trà sữa thì vì sao mẹ con chị Lý vẫn bình an vô sự? Kèm theo đó là hàng loạt câu hỏi liên quan tựa một mớ bòng bong chạy trong đầu các điều tra viên. Liệu nghi vấn chị Hạnh tử vong do trà sữa có chuẩn xác không? Mối quan hệ đồng nghiệp giữa chị Lý, Hạnh, Yến. Lúc này, ngoài công tác truy tìm nguồn gốc của những ly trà sữa, cơ quan điều tra quyết định tăng cường lực lượng, âm thầm tiến hành xác minh các mối quan hệ của cả Yến, Hạnh và Lý. Bên cạnh đó còn đặc biệt chú ý đến mâu thuẫn có thể phát sinh trong quá trình các điều dưỡng viên chăm sóc bệnh nhân. Trong quá trình làm việc, chị Yến có nổi lên là chị Yến khai báo là, có cái tin nhắn thời gian vừa qua là có cái tin nhắn mà nhắn số lạ nhắn tin cho chị là bảo là chồng chị ngoại tình. 11:30-12 giờ gì đấy, tầm đấy, thì nội dung chỉ nhắn là chồng em đang ngoại tình, mấy chị ở cơ quan nhìn thấy. Mình chỉ nhắn lại hỏi ai đấy thì là sau đấy là điện thoại là không liên lạc nữa luôn. Chúng tôi là tập trung vào cái mối quan hệ của chị Yến để xác định, cái nhất là làm việc ở bệnh viện xem là cái mối quan hệ của chị Yến ở đây là có mâu thuẫn với ai không. Cái thứ hai là trong quá trình điều trị bệnh nhân thì chị Yến có mâu thuẫn với ai. Ngoài ra để làm việc với chị Yến và gia đình chị Yến cùng với chính quyền thì xem là chị Yến ở địa phương là có nổi lên cái vấn đề gì. Thứ hai là ngoài ra thì nghe thông tin thì cái nội dung đến ngoại tình đấy thì chúng tôi cũng làm việc với chồng chị Yến đấy, để xác định xem là có cái sự việc xảy ra hay không. Thì trong quá trình làm việc chị chồng chị Yến thì chị Yến được khai, chồng chị Yến được khai báo là anh Quyền là khai là coi như là không có mối quan hệ gì cả. Thì chúng tôi ngoài cái đấy ra thì chúng tôi là xác minh cái
số điện thoại mà tin nhắn đến thì chúng tôi kiểm tra bằng cái biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi ra này xác định cái số này là sim rác. Đến lúc này, cơ quan điều tra cũng chưa thấy tài liệu nào thể hiện sự bất hòa trong các mối quan hệ của chị Lý, chị Hạnh, cũng như mối quan hệ giữa Yến, Lý, Hạnh. Về phần xác minh nguồn gốc của các ly trà sữa, thì sau khi rà soát hơn chục cửa hàng trà sữa trong thành phố Thái Bình và một số huyện lân cận, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được một cửa hàng có địa chỉ tại số 13A, đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình. Nhân viên cửa hàng cho biết, ngày 2 tháng 12 năm 2019, có nhận được điện thoại đặt 6 ly trà sữa và hẹn giao hàng tại ngã tư Lê Quý Đôn, Trần Lãm, gần Bệnh viện Phụ sản An Đức, thành phố Thái Bình. Người nhận trà sữa là một người phụ nữ đi xe máy tay ga, mắt đeo kính, đầu đội mũ bảo hiểm và mang áo chống nắng. Tổng hợp so sánh lời khai của nữ điều dưỡng Phan Thị Lý và nhân viên giao trà sữa về đặc điểm hình dáng của người phụ nữ đã nhận và gửi trà sữa thì thấy có một số điểm trùng khớp. Điều này giúp cơ quan điều tra tin rằng hai người này là một và đây chính là người có liên quan đến vụ việc. Để truy tìm tung tích người phụ nữ này, đội hình sự công an thành phố Thái Bình được chia làm hai tổ. Tổ thứ nhất có nhiệm vụ rà soát toàn bộ camera dọc theo tuyến đường từ ngã tư Lê Quý Đôn, Trần Lãm đến Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Tổ thứ hai rà soát ngược từ phía Bệnh viện Phổi ra ngã tư Lê Quý Đôn, Trần Lãm. Sự kiên trì bền bỉ của các điều tra viên, trinh sát viên cuối cùng cũng được đền đáp khi thu nhận được đoạn hình ảnh về một người phụ nữ có đặc điểm giống với mô tả của các nhân chứng xuất hiện tại gần khu Bệnh viện Phổi Thái Bình trong buổi chiều ngày 2 tháng 12 năm 2019. Khu vực người phụ nữ khả nghi xuất hiện lập tức được khoanh vùng để rà soát xác minh sâu. Kết quả là một chiếc camera theo chiều ngược lại cũng ghi nhận được hình ảnh một người phụ nữ có đặc điểm giống như trên điều khiển xe máy đi từ hướng bệnh viện trở ra vào cuối giờ chiều ngày 2 tháng 12 năm 2019. Từ biển số xe, danh tính chủ nhân của phương tiện nhanh chóng được làm sáng tỏ là Lại Thị Kiều Trang, sinh năm 1994, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Ngay lập tức, di biến động của người phụ nữ này nằm trọn trong tầm ngắm của cơ quan điều tra. Trải qua quá trình bí mật điều tra xác minh đối tượng, cơ quan điều tra đã khám phá ra một tình tiết vô cùng bất ngờ. Đó là Lại Thị Kiều Trang là con cô ruột của chị Đàm Thị Hải Yến. Chúng tôi xác định cái người bị chết không hề có mâu thuẫn, mà cái người được nhắm gửi trà sữa là chị Yến. Thì chúng tôi đi tìm các mối mâu thuẫn của chị Yến thì chị Yến không có. Thì chúng tôi mới xác định là nếu mà Yến không có, mà Yến ở cùng chồng và hai con, thì ngoài Yến ra có thể là nhắm vào chồng. Thì đi vào các mối quan hệ của Quyền, tức là chồng Yến, thì Quyền này cũng không toát lên được cái mâu thuẫn gì, chỉ có toát lên có một cái vụ là xích mích đánh nhau nhỏ thôi. Cho nên tôi nghĩ nếu vậy thì chỉ có nhắm vào Yến và Quyền. Cho nên Yến đã không có quan hệ ngoài luồng, không có mâu thuẫn, thì chỉ có Quyền, một là mâu thuẫn tư thù, hai là quan hệ ngoài luồng. Ngoài các kế hoạch điều tra từ trước, lúc này các trinh sát viên của Công an thành phố Thái Bình nhận thêm nhiệm vụ xác minh tất cả các mối quan hệ
của anh Phạm Văn Quyền, chồng của chị Đàm Thị Hải Yến. Đi vào các mối quan hệ của Quyền, tức là chồng Yến, thì Quyền này cũng không toát lên được cái mâu thuẫn gì, chỉ có toát lên có một cái vụ là xích mích đánh nhau nhỏ thôi. Từ kết quả xác minh trên, cộng với tin nhắn nạc danh tố anh Quyền ngoại tình gửi đến số máy của chị Yến mà các điều tra viên đã thu thập được trước đó, là cơ sở để cơ quan điều tra loại trừ khả năng mâu thuẫn phát sinh từ thù tức cá nhân và tập trung cho giả thuyết thứ hai là mâu thuẫn xuất phát từ tình ái. Cùng lúc với việc đi tìm lời giải có hay không quan hệ ngoài hôn nhân của Quyền, cơ quan điều tra cũng đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa Lại Thị Kiều Trang với Quyền. Trong lúc công tác giả soát xác minh vẫn đang được thực hiện khẩn trương, thì ngày 16 tháng 12 năm 2019, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã có kết luận giám định. Trong 4 cốc trà sữa gửi tới giám định đều có chất độc natri cyanua. Viện Khoa học Hình sự đã tiếp nhận các cái mẫu vật liên quan, bao gồm có 4 cái cốc ghi là cốc trà sữa. Thì trong 4 cái cốc đó thì có một cốc đã sử dụng rồi, và trong cái cốc này thì vẫn còn cái ống hút cắm ở cái đầu cốc. Thì 3 cái cốc còn lại thì chưa được sử dụng. Kết quả giám định cho thấy cái dung dịch chứa trong cả 4 cái cốc này đều có chứa natri cyanua. Natri cyanua là cái hóa chất rất độc với người và động vật, có liều gây chết đối với người thì qua đường tiêu hóa là 1,8mg trên 1kg thể trọng. Kết luận này phần nào củng cố niềm tin của cơ quan điều tra về việc nạn nhân Nguyễn Thị Hạnh tử vong có liên quan đến chất độc cyanua trong các cốc trà sữa. Sau khi mà có kết luận của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an là xác định là trà sữa nó có chất độc. Đấy thì chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo và được lãnh đạo là đồng ý cho xác lập chuyên án để tập trung xác minh làm rõ cái đối tượng gây ra cái việc mà coi như là xác định nguyên nhân cái chết. Ngày 25 tháng 12 năm 2019, cơ quan điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người để tiến hành điều tra. Lệnh bắt tạm giam giữ Lại Thị Kiều Trang về cơ quan điều tra để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra phá án, lập tức được phê duyệt. Nhiệm vụ bắt giữ đối tượng được giao cho các trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm của đội hình sự Công an thành phố Thái Bình. Nếu mình triệu tập ở nhà hoặc nơi ở nhà nơi ở hoặc nơi làm việc thì nơi làm việc lúc đấy là hết giờ làm rồi. Nhưng khi về nhà mình sợ là có nghĩa là khi triệu tập mà phía gia đình người ta cũng có nhiều cái nó gây cản trở cho việc điều tra cũng như là việc mà triệu tập mình, triệu tập đối tượng. Thì chúng tôi tiến hành xin ý kiến và xin ý kiến chỉ đạo của trưởng ban chuyên án và tiến hành triệu tập ngay khi mà đối tượng đang di chuyển trên đường từ thành phố về nhà và khi mà thời điểm thích hợp nhất thì chúng tôi tiến hành triệu tập đối tượng đấy và đưa trực tiếp đối tượng về cơ quan để làm việc. Và tại địa điểm hẹn, các đồng chí triển khai theo phương án nhé. Nhớ là phải đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và đảm bảo an toàn cho nhân dân. Giữ cái
ngoài để cho đối tượng không phát hiện ra. Đầu tiên là phải xác định xem Trang và Quyền có mối quan hệ như nào với nhau. Chủ yếu mình phải làm rõ được cái mối quan hệ giữa hai người và có cái sự việc quan hệ tình ái hay không. Đây là mục tiêu đấu tranh đầu tiên. Bởi vì mình phải xác định được rằng giữa Trang và Quyền có mâu thuẫn không, nó phải có động cơ thì nó mới thực hiện được tội phạm. Thì em có nắm được cái lai lịch của Quyền không? Gia cảnh hay là quan hệ của Quyền không? Quyền là chồng của chị Yến, là chị họ của em. Chị họ? Dạ. Thì em quen Quyền được bao lâu rồi? Em quen anh Quyền hơn 1 năm. Yến với Quyền lấy nhau lâu chưa? Lấy nhau lâu rồi. Lâu rồi. Em thấy trong cái câu trả lời của em nó khập khiễng. Anh có tài liệu anh chứng minh được rằng em biết Quyền và Yến cách thời điểm này nó phải đến 3 đến 4 năm. Anh có những bức ảnh thể hiện rằng em đi chơi với Quyền và Yến cách đây 3 4 năm. Em trả lời sao vấn đề này? Khi chúng tôi đưa về, chúng tôi hỏi để về cái mối quan hệ với Quyền thì nó chỉ bảo là em quen vợ anh Quyền vì là chị em. Từ vợ anh Quyền em biết anh Quyền chứ còn bọn em rất ít với nhau. Và em còn trước đây em còn nghe là anh Quyền anh ấy lái xe, anh có rất nhiều người thích anh ấy. Em còn nghe chị Yến tâm sự như vậy nên em còn động viên chị Yến. Đấy nó muốn lái cái việc mà có thể Quyền có nhưng mà sang người khác. Em nghe từ Thiên Bình em có ấn tượng gì không? Em không biết. Anh nói em bây giờ là thời buổi công nghệ 4.0. Em có sử dụng điện thoại di động đúng không? Em có. Anh sẽ yêu cầu nhà mạng cung cấp vị trí của em trong cái thời gian mà anh nhắc cái chữ Thiên Bình ấy. Nếu cái điện thoại của em nó xuất hiện ở cái chữ Thiên Bình đấy thì mà em bảo khẳng định em với anh em không biết đúng không? Anh chứng minh được rằng em có cái đến xuất hiện cái chỗ cái chữ Thiên Bình đấy em nghĩ sao? Có cần anh nhắc lại cái thời điểm em có mặt ở Thiên Bình không? Cùng thời điểm đấu tranh với Lại Thị Kiều Trang, người anh rể cũng được triệu tập đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Trước các tài liệu trinh sát đã thu thập được, cộng với thông tin Lại Thị Kiều Trang là nghi vấn số 1 liên quan đến cái chết của chị Nguyễn Thị Hạnh tại Bệnh viện Phổi Thái Bình ngày 3 tháng 12 năm 2019, thì Quyền gần như không có ý chí phản kháng. Tôi lại tiếp tục triệu tập Quyền, nói thẳng với Quyền là Trang tôi bắt được rồi. Thì lúc đấy là Quyền là sụp đổ về tinh thần, là thừa nhận là có quan hệ tình cảm với Trang và cũng có đến một số các nhà nghỉ với nhau. Thì tôi sang tôi nói chuyện đấu tranh Trang. Trang rất là quanh co, nhưng mà đấy trong khoảng 3 tiếng đồng hồ thì mình sử dụng cả cái thông tin tài liệu Quyền nó thừa nhận và mình đấu tranh. Xong mà mình cũng nói là đây là tình cảm yêu đương mù quáng thôi. Thế bắt đầu nó thừa nhận nó có yêu Quyền. Anh nhắc lại từ Thiên Bình một lần nữa trước khi anh đưa ra tài liệu. Anh cũng vừa làm được cái Quyền rồi đấy. Cái từ Thiên Bình đấy là từ mồm Quyền nói ra chứ không phải từ anh đâu. Sao? Có các cụ dạy rồi, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Nha, mình có làm gì sai mình sợ. Đừng cố chấp nữa.
em với anh Quyền có tình cảm với nhau. Đêm qua ngủ được không? Em không. Thế em thấy cái việc mà em có quan hệ tình cảm với Quyền nó có đúng không? Thế em nghĩ rằng em yêu Quyền như thế có cái kết cục gì không? Em biết là như vậy nhưng mà vì là người làm sao em phải chấp nhận được. Rồi em mới suy nghĩ là em... Quá trình làm việc thì nó vừa làm nó vừa đo mình. Của riêng em. Nhưng tôi cũng nắm bắt được cái việc là nó vừa làm nó vừa đo tôi. Nhiều lúc mình cũng phải áp dụng cái biện pháp điều tra là chứng minh nó vô tội. Ví dụ tôi hỏi, yêu có thể tình yêu qua đường, tại sao thì một thời gian mình cũng thể bỏ, mình còn tương lai. Đó, để mình muốn là sao để cho thể hiện rằng Trang không thấy được cái mâu thuẫn đến mức độ đỉnh điểm phải giết vợ. Thì Trang trả lời nó là tình yêu mỗi người một khác. Anh không phải là em, anh không thể hiểu được cái tình yêu của em dành cho anh ấy. Có nghĩa là Trang tự khẳng định rằng là mình yêu Quyền rất nhiều và mình sẵn sàng làm được việc đó. Trong câu trả lời bị can càng nói lên rằng bị can là người đấy, thì tôi càng có niềm tin. Thứ ba, em khai không đúng về cái thời gian giờ giấc em đi lại trong ngày 3 tháng 12, và anh khẳng định luôn có người đi cái phương tiện giống như của em, đặc điểm bên ngoài giống như của em xuất hiện tại bệnh viện Lao Phổi, tức là bệnh viện đấy làm việc đấy. Em nghĩ đi. Thì em nghĩ ai chứ? Em nghĩ là chị Yến chứ. Tại sao lại nghĩ Yến chứ? Em người trà sữa mà mong riêng là trà sữa. Sau khi đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội, ngày 29 tháng 12 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã chuyển vụ án đến văn phòng cảnh sát điều tra công an Thái Bình thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Mặc dù là đối tượng đã ban đầu nhận tội rồi, nhưng mà cái công việc đặt ra đối với lại chúng tôi là cũng yêu cầu là rất là phải tập trung khẩn trương làm sao đấy để chứng minh con người đã thực hiện vụ tội này có đúng phải là do lại thì của Trang gây ra không. Từ việc động cơ mục đích gây án thế nào, thế rồi là chuẩn bị công cụ phương tiện ra sao, thực hiện cái hành vi đó như thế nào, tang vật vật chứng liên quan để chứng minh cái hành vi của tội nào. Đặc biệt là cái tử thi lúc này là đã được mai táng là đã gần một tháng, thì cái chất độc cyanua liệu nó có còn tồn tại trong cái tử thi không, thì tất cả những cái việc ấy đều đặt ra và truy xét nguồn gốc của cái cyanua này làm sao. Một vấn đề nữa là vậy thì liệu rằng một mình đối tượng có thực hiện được không, hay là có đồng phạm khác không. Song song với việc đấu tranh với bị can để làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khai quật tử thi và trưng cầu Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Hạnh. Tìm được chất độc trong cơ thể nạn nhân đã được chôn trong vòng gần một tháng, thì đó là cũng là một cái thách thức, một cái áp lực rất lớn, bởi vì chất hóa học có những chất nó tồn dư trong cơ thể chúng ta không phải là nó mãi mãi,
mà nó chỉ có thời hạn nhất định do nhiều cái yếu tố tác động. Mà nếu chúng ta không tìm được chất độc tồn dư trong cơ thể con người thì cái việc kết luận là trở nên hết sức khó khăn. Kết quả pháp y tử thi thì loại trừ cái nguyên nhân chết là do tác động của ngoại lực, cũng như loại trừ cái nguyên nhân chết là do bệnh lý. Kết quả giám định ở trong cái mẫu, ở trong cái dạ dày của tử thi thì thu được cái chất là cyanure, thì khẳng định được cái nguyên nhân chết của cái tử thi Nguyễn Thị Hạnh là do trúng độc cái lát trì cyanure. Lúc này, Công an tỉnh Thái Bình cũng lần lượt làm rõ được động cơ, phương thức thực hiện hành vi phạm tội của Lại Thị Kiều Trang. Do thường xuyên qua lại nhà chị họ là Đàm Thị Hải Yến chơi, nên Trang đã nảy sinh tình cảm yêu đương với anh rể từ tháng 1 năm 2019. Lúc đầu Trang chấp nhận mối quan hệ lén lút bí mật, nhưng dần dà ý muốn độc chiếm ngày một lớn. Đỉnh điểm là mỗi lần đối tượng chứng kiến anh rể thể hiện tình cảm với vợ, trong khi còn chưa biết phải làm thế nào để kéo người đàn ông về phía mình, thì người tình lại muốn gác ra. Tháng 10 năm 2019 thì anh Quyền nghĩ cái việc cần phải dừng lại mối quan hệ này. Nhưng thế mà cái Trang thời gian nó rất là buồn. Nó rất là buồn cho nên là nó mới nghĩ cái việc là nó không có anh Quyền thì nó sẽ tự tử. Thế là sau đó bắt đầu nó vào mạng nó tìm những cái chất có thể tự tử được. Bởi vì các cái linh nó dẫn đến cái chất cyanua. Từ đấy nó mua chất cyanua về, mục đích ban đầu của nó là để nó tự tử. Thế nhưng mà trong cái thời gian đấy lại xảy ra một cái việc, đấy là mẹ của Trang này thì thời điểm đấy là có dấu hiệu là bị bệnh ung thư. Thế cho nên là gia đình mẹ thì nghĩ rằng là nó buồn về cái việc mẹ bị bệnh tật như vậy. Thế cho nên là mẹ nó động viên nó nói về cái việc trách nhiệm rồi là nhiều vấn đề. Thế và nó nghĩ cái việc đấy, nó đã thay đổi ý định là nó không tự tử nữa và nó cứ để chất cyanua đấy. Khoảng cuối tháng 11 năm 2019 thì nó lại tập gym ở cái phòng gym do anh Quyền này anh ấy quản lý. Thế mà nó nghe được những câu chuyện của anh Quyền nói với mẹ của anh Quyền về cái sự yêu thương của anh Quyền với lại vợ con, đặc biệt là với chị Yến. Cảm giác nó ghen tuông với cái chị Yến. Thế cho nên nó mới nghĩ đến cái việc là nó đầu độc chị Yến để nó chị Yến chết, chứ không thể để cho chị Yến được anh Quyền anh yêu thương chiều chuộng như vậy được.
Biết chị Yến thích uống trà sữa nên đối tượng nảy sinh ý định cho số cyanua đã mua trước đó vào trà sữa để hạ độc nạn nhân. Để thực hiện ý định phạm tội, Trang dùng sim giác đặt mua 6 ly trà sữa và yêu cầu giao tại ngã tư Lê Quý Đôn, Trần Lãm. Thế là bác xếp cho mình về ngã tư Trần Lãm và mình diện phụ sản A Đức. Trên đường về nhà, đối tượng rẽ vào một cửa hàng thuốc mua xi lanh có gắn kim tiêm để phục vụ mục đích gây án. Chiều cùng ngày, đối tượng dùng dao lam rạch một đường ở miệng hộp trà sữa, đổ bớt trà sữa ra rồi đổ cyanua vào. Do vết cắt trên biển của hộp trà sữa quá nhỏ nên phần lớn cyanua bị đổ ra ngoài. Từ cái hộp thứ hai, đối tượng không dùng thế mà đối tượng dùng cái xi lanh, bởi vì xi lanh đã chuẩn bị sẵn, mới chọc vào hút trà sữa ở trong ra và sau đó bơm cái cyanua vào. Với phương thức này, Lại Thị Kiều Trang đã bơm chót lọt cyanua vào 4 ly trà sữa. Hai hộp trà sữa còn lại do đã hết cyanua nên đối tượng để nguyên. Sau đó, Trang dùng băng dính dán lại các vết cắt và lỗ thủng trên bề mặt 4 hộp trà sữa. Mười sáu giờ ngày 2 tháng 12 năm 2019, đối tượng mang theo 6 ly trà sữa, hoa quả và phong bì 100.000 đồng đến bệnh viện phổi Thái Bình. Trên đường đi, Trang vứt bỏ 2 vỏ chai cyanua ở bên vệ đường. Ý định của Trang ấy là muốn gửi đến nơi Yến làm việc để Yến uống ở nơi làm việc, không ý định mang về nhà. Bởi vì mục đích của Trang là muốn Quyền còn sống cơ mà. Để cho đấy anh Quyền chết vợ thì anh Quyền đi bước nữa nó là chuyện bình thường. Vì anh Quyền còn trẻ thì Trang với Quyền đến với nhau thì nó là chuyện hết sức bình thường. Không ai từ gia đình, xã hội, không ai có thể nghi ngờ hay nói gì Trang được. Chị Yến này chị ở thường xuyên thời gian ở bệnh viện, cho nên cái việc nên gửi vào bệnh viện nó sẽ hiệu quả hơn. Bởi vì đối tượng đã tính đến cái việc là giả làm người nhà của bệnh nhân để mang biếu cán bộ bệnh viện. Thế và nếu biếu quà thì không ai biếu một hộp mà phải biếu nhiều hộp. Mục đích của đối tượng là nhằm vào chị Yến. Nhưng đối tượng nếu như trong cái trường hợp mà nó xảy ra với người khác thì đối tượng cũng chấp nhận. Để tránh bị phát hiện, Lại Thị Kiều Trang không gửi phương tiện vào khu vực trông giữ xe do bệnh viện quản lý, mà gửi ở một nhà dân cách bệnh viện vài trăm mét. Đối tượng đi lên tầng 3, khoa nội 3. Tại thời điểm đó, ở phòng hành chính khoa nội 3, chỉ có một mình chị Phan Thị Lý đang ngồi làm việc.
không ạ? Dạ không chị ơi. Mấy tí chị quay lại. Bao lâu nữa là chị Yến chị có bảo chị? Khoảng 5 phút chị ạ. Treo gửi cái đồ đấy chị nhá. Chị là người nhà của em nào? Em không ạ, em chỉ đi ship trà sữa thôi chị ạ. Em chào chị ạ. Em mới giật mình, em mới rút điện thoại, em gọi điện cho Yến. Em bảo Yến ơi, thế mọi hôm Yến quay lại để lấy đồ, hôm nay Yến không quay lại à? Thế là Yến nó lại bảo ơ hôm nay con em mặc không học thêm nên em về thẳng nhà rồi. Thôi chị cứ bỏ vào tủ rồi mai em lấy. Thế em cũng có nói với một câu, bảo vậy thì chị ăn trước nhá. Thì nó bảo vâng. Thì em lại cứ chọn thấy cái cốc màu sô-cô-la thì em nghĩ là tối nó cà phê nó khó ngủ nên em bỏ ba cốc màu sô-cô-la là em bỏ hết vào tủ lạnh. Còn ba cái cốc màu sữa thì em lại để trên mặt bàn uống nước ấy. Thì 6 giờ là em là con trai em rồi là anh trưởng khoa ăn cơm thì em cũng có mời trưởng khoa. Nhưng trưởng khoa con trai nên là không uống. Còn con em thì nó ăn xong cơm là nó đã cầm luôn một cốc sang bên này nó ngồi nó uống luôn rồi. Em ăn xong cơm em uống nửa cốc. Xong em lại bỏ tủ lạnh. Sáng mai em lại mang ra em uống nốt nửa cốc thì không thấy gì cả. Hai cái hộp trà sữa ba anh em mà không có cyanuri là nó nằm ngoài cái tính toán của đối tượng. Bởi vì dự kiến của đối tượng là nó sẽ cho cyanuri vào cả 6 hộp trà sữa. Nhưng vì khi đổ vào 4 hộp trà sữa kia nó hết mất cyanuri rồi cho nên là đối tượng nó dừng lại. Lại Thị Kiều Trang biết tin chị Nguyễn Thị Hạnh tử vong sau khi uống trà sữa là từ anh Quyền nhưng không bộc lộ cảm xúc gì. Những ngày sau đó, mọi sinh hoạt của đối tượng vẫn diễn ra bình thường, cho đến ngày bị cơ quan điều tra công an thành phố Thái Bình triệu tập về làm việc. Chúng tôi xác định là không có đồng phạm, đó là khi mà đối tượng khai ra về cái cách mà đối tượng thực hiện cái đưa cái chất độc cyanua này vào trong trà sữa. Thì chúng tôi đã cho đối tượng làm thử và so sánh với lại cái đặc điểm mà các cái cốc trà sữa mà được thu được tại khi mà khám nghiệm hiện trường ấy thì nó hoàn toàn rất là phù hợp. Đối tượng thực hiện và chỉ một mình đối tượng biết, không tâm sự, không trao đổi với ai. Chúng tôi cho rằng là cái vụ án đã được điều tra chứng minh một cách khách quan, không có một cái tác động nào khác hoặc là không có một cái người khác nào giúp sức. Đấy, ngay ban đầu chúng tôi đã đặt ra liệu rằng là anh chồng của đối tượng nhằm vào đấy liệu có giúp sức cho bị can cái việc này không. Đấy, nhưng mà chúng tôi rà soát lại, chúng tôi thấy rằng là hoàn toàn là không có. Trên cơ sở các tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra, kết hợp với lời khai của những người có liên quan đến vụ án, đặc biệt là lời thú tội của bị can, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố bị can Lại Thị Kiều Trang về tội giết người theo khoản 1 điều 123 Bộ Luật Hình sự. Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa vụ án của Lại Thị Kiều Trang ra xét xử. Đại diện Viện Kiểm sát tỉnh cho rằng, xuất phát từ mối quan hệ không trong sáng với anh rể do sự ghen tức ích kỷ của bản thân, Lại Thị Kiều Trang đã nảy sinh ý định giết chết chị họ để được tiếp tục quan hệ với anh rể. Trang đã mua và bơm cyanua vào 4 hộp trà sữa rồi gửi cho chị Yến nhằm mục đích sát hại Yến. Bản thân Trang nhận thức được việc gửi nhiều hộp trà sữa có chất độc đến nơi làm việc của chị Yến, nơi có nhiều người cùng làm việc và sinh hoạt là cực kỳ nguy hiểm, có thể làm chết nhiều người nếu cùng uống phải. Nhưng vì mục đích muốn giết chị Yến nên Trang vẫn thực hiện. Chị Nguyễn Thị Hạnh do vô tình đã uống phải một trong 4 hộp trà sữa có chứa cyanua nên đã tử vong. Hành vi của Lại Thị Kiều Trang xuất phát từ động cơ đê hèn,
dùng thủ đoạn độc ác để có thể làm chết nhiều người. Do vậy, Viện Kiểm sát tỉnh Thái Bình đề nghị mức án cao nhất tử hình đối với bị cáo. Sau khi xem xét cáo trạng cho rằng quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát hoàn toàn xác đáng, cho nên Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Lại Thị Kiều Trang tử hình về tội giết người. Bản án tử hình dành cho đối tượng chính là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép gửi tới những ai đang và có ý định lệch lạc trong quan hệ tình cảm đôi lứa. Bên cạnh đó, qua vụ án còn bộc lộ nhiều kẽ hở đáng báo động trong việc quản lý nhà nước về việc mua bán trao đổi hóa chất, đặc biệt là các giao dịch trên mạng xã hội. Sớm có giải pháp quản lý chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả cùng với việc xử phạt nghiêm khắc những đối tượng buôn bán bất hợp pháp loại hóa chất độc hại này là góp phần ngăn ngừa tội phạm và hạn chế đến mức thấp nhất những khổ đau mất mát giống như gia đình nạn nhân và hung thủ trong vụ án nói trên đang phải gánh chịu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây đã xảy ra hàng loạt các vụ án mạng giữa những người thân trong gia đình chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ. Hiện tượng này đã gây ra những sang chấn tâm lý nặng nề trong xã hội, khiến nhiều người cảm thấy bất an. Ngỡ rằng trước các vụ việc đau lòng đã diễn ra trước đây, cũng như sự vào cuộc của toàn xã hội thì tình trạng này sẽ được thuyên giảm. Nhưng trong thực tế thì nó lại ngày càng phức tạp với tính chất ngày một nghiêm trọng hơn. Và một lần nữa, dư luận xã hội lại phải phẫn nộ về hành vi của kẻ thủ ác trong vụ án hết sức thương tâm vừa mới xảy ra tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ án mạng đau lòng đã để lại sự ám ảnh và nỗi đau dai dẳng cho cả một cộng đồng dân cư, vốn xưa nay chỉ biết một nắng hai sương, tình làng nghĩa xóm. Không để lòng dân hoang mang, công lý xã hội bị thách thức và quyết tâm đưa kẻ thủ ác ra trừng trị trước pháp luật. Chỉ sau 4 ngày điều tra, áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ để bắt hung thủ gây ra vụ trọng án nói trên. Truyền hình Công an Nhân dân đã theo sát vụ việc này ngay từ những ngày đầu. Và ngày hôm nay, xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn hành trình điều tra khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. 16 giờ 40 phút ngày 12 tháng 4 năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận cấp cứu một nam bệnh nhân bị vết thương lớn trên mặt, được chuyển từ trung tâm y tế xã Cẩm Dương tới điều trị. Bệnh nhân nhập viện đã xuất hiện các triệu chứng hôn mê sâu, dù đã được tuyến dưới xử lý sơ bộ. Sau khi tiến hành cấp cứu, bác sĩ nhận định ca bệnh này hết sức phức tạp với những tổn thương nghiêm trọng như nứt vỡ xương gò má, đặc biệt có tổn thương sâu gây tụ máu trong, chèn ép lên não. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh quyết định chuyển tiếp bệnh nhân lên tuyến trên để được cứu chữa. Tại hồ sơ nhập viện, nạn nhân được người nhà khai báo là tên Nguyễn Hữu Thương, 16 tuổi, trú tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyên nhân dẫn tới tổn thương là do tai nạn. 17 giờ 50 phút. Với sự khẩn trương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí một vị bác sĩ giỏi cùng xe cấp cứu đưa nạn nhân thương chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị với hy vọng cứu sống được bệnh nhân. Quãng đường di chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dài gần 400 km. Đây cũng là giây phút các y bác sĩ đi theo phải cố gắng giành giật sự sống của bệnh nhân với tử thần. Trong quá trình điều trị và theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân thương, một điều đã khiến cho các bác sĩ điều trị đặt nhiều dấu hỏi nghi vấn về nguyên nhân dẫn tới tổn thương nghiêm trọng cho bệnh nhân. Bằng kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sâu, bác sĩ nhận định đây không thể là vết thương do tai nạn tự ngã gây ra
theo như lời khai báo của gia đình nạn nhân. Phải chăng đây là một vụ án nghiêm trọng đang được những người đi theo che đậy? Bằng lương tâm đạo đức nghề y, cũng như trách nhiệm của công dân, tổ y bác sĩ một mặt tận tình cứu chữa cho bệnh nhân thương, một mặt cố gắng khai thác thêm nguyên nhân dẫn tới các tổn thương, nhưng mặt khác bí mật thông báo thông tin nghi vấn này với cơ quan chức năng. Chiều ngày thứ sáu cũng là ngày mà đơn vị là nghỉ lễ. Đấy, nghỉ lễ thì trong chiều hôm đó thì bên chỗ tổ y sư của công an huyện Cẩm Xuyên có một tổ là trực đấy, là trực tiếp vào tối ngày hôm đó là trực chỉ huy của đơn vị, thì có nhận được cái thông tin của cán bộ trực ban vào là có báo cáo là có nhận được cái điện thoại của anh tự xưng là bác sĩ Tuấn ở bệnh viện Đa khoa tỉnh về báo lại là anh ở trên đường đưa một cái cháu bé là Nguyễn Hữu Thước sinh năm 2003 ở thôn Bắc Thành Cẩm Dước là trên đường là đi cấp cứu xong bệnh viện trả về, mà trên quá trình trả về như thế thì trên người cháu bé là có nhiều vết thương, có nhiều cái nghi vấn, cho nên anh đã điền trực tiếp báo cáo cho công an huyện thì trực tiếp điều tra làm rõ và nắm bắt được cái thông tin ban đầu. Thông tin nghi vấn về một vụ án nghiêm trọng từ vị bác sĩ cung cấp mau chóng được thông báo cho lực lượng chức năng. Qua đường dây nóng, thông tin này được trực tiếp chuyển về cho công an huyện Cẩm Xuyên. Sau khi đánh giá sơ bộ về nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, đội cảnh sát hình sự công an huyện Cẩm Xuyên đã ngay lập tức tiến hành một cuộc họp phân tích và xác nhận thông tin này. Sau khi mà nhận được thông tin từ cán bộ trực ban thì tôi đã trực tiếp là lấy số điện thoại mà người trực tiếp điền đến để trình báo, thì tôi đã trực tiếp điền cho là cái anh bác sĩ tên là Tuấn. Thì quá trình xác minh thì anh là bác sĩ là Nguyễn Văn Tuấn ở làm khoa chấn thương của bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Thì theo như anh báo lại, tức là tối hôm đó thì tối ngày 12 là người nhà là của cháu thương này có đưa cháu ra cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa. Thì quá trình kiểm tra cũng như chụp CT thì thấy là thương tích cháu quá nặng, cho nên cần phải là chuyển tiếp. Thì ngoài ra là trên gương mặt của cháu thương là phía bên đâu, phía trên chỗ phía bên trái trên phổi phải dưới là có một cái quá trình chụp CT là có một tụ điểm tụ máu ở bán cầu trái. Đấy, quả thực là có nhiều cái nghi vấn. Qua xác minh nhanh tại khu vực xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, lực lượng chức năng lại không nhận được thông tin về sự vụ nào nghiêm trọng diễn ra trên địa bàn trong những ngày trước đó được trình báo lên chính quyền. Phải chăng đây là một tin hoang báo? Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và yêu cầu cẩn trọng trong công việc, đội cảnh sát hình sự công an huyện vẫn tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh lại nguồn tin thông qua kênh liên lạc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Xác nhận trong ngày 14 tháng 4, bệnh viện có tiếp nhận một nam bệnh nhân tên Thương do chấn thương nghiêm trọng tại vùng mặt và xuất huyết não. Bệnh viện đã cử một tổ y bác sĩ tiến hành chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để cứu chữa. Như vậy, thông tin ban đầu về sự việc đã được xác định là có thật. Nhưng một câu hỏi lại đặt ra với đội cảnh sát hình sự công an huyện Cẩm Xuyên là sự việc có thật sự nghiêm trọng và có những dấu hiệu về tội phạm hình sự hay không? Hay đó chỉ đơn thuần là vụ tai nạn, là vấn đề cần phải được xác minh làm rõ? Từ thông tin đấy, chúng tôi đã tiến hành xác minh ban đầu và sẽ thấy nếu có cái việc người nào tác động thì đấy là một vụ việc phức tạp. Cho nên công an Cẩm Xuyên đã tập trung lực lượng, họp tổ công tác và triển khai cả cái lực lượng. Trên cơ sở là chúng tôi nhận định có thể thông tin những bác sĩ cung cấp là đúng, nhưng cũng có thể là thông tin đó có thể là sai. Chúng tôi giả thiết rằng có thể là cháu ngã từ ngã ở nhà, có thể là cháu là có thể đi ngã tai nạn, hay còn có thể như giống thông tin bác sĩ nói có ai tác động lên khiến cháu bị thương nặng như vậy. Vấn đề được đặt ra lúc này với lực lượng chức năng là bệnh nhân đang trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thông tin về diễn biến sức khỏe lại chỉ nắm được thông qua điện thoại với một vị bác sĩ một cách đứt quãng. Những yếu tố liên quan khác lại hoàn toàn mơ hồ. Nếu như không khẩn trương xác minh, hung thủ sẽ có thời gian để che đậy tội ác. Như vậy rất khó khăn cho công tác điều tra mở rộng sau này. Nhưng nếu sự việc không nghiêm trọng như nhận định của bác sĩ thì sẽ gây hoang mang sợ hãi, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đó là những câu hỏi buộc lực lượng chức năng phải tính tới. Với tính chất phức tạp của sự việc,
Thông tin nhanh chóng được lãnh đạo chỉ huy đội cảnh sát hình sự báo cáo lên lãnh đạo công an huyện ý kiến chỉ đạo. Bằng con mắt tinh tường và linh cảm nghề nghiệp, lãnh đạo công an huyện Cẩm Xuyên hết sức thận trọng khi đưa ra phương án triển khai. Nhận định ban đầu thì rất nghiêm trọng, có vỡ sọ não, có vỡ cả xương hàm. Chính vì vậy nên chúng tôi xác định đây là một cái việc vừa phức tạp về tính chất mức độ, vừa phức tạp về dư luận và vừa phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Nên là chúng tôi đã triển khai ngay tập trung cái sự chỉ đạo và thành lập luôn một cái ban trinh sát để thu thập nắm thông tin dư luận, nắm thông tin về nhân thân các cái đối tượng có liên quan. Chúng tôi đã tiến hành họp khẩn trương và tiến hành chia các cái mũi để xuống tại hiện trường để kiểm tra. Cái thứ nhất là chúng tôi là phân công một tổ là hai đồng chí là tiến hành là kiểm xuống bí mật bằng cách nào đó để kiểm tra lại cái hiện trường ở phía nhà mà cháu Thương đang ở để xem xung quanh hiện trường từ ngoài vào trong để xem có những cái gì nghi vấn, có những cái gì để lại, những cái tang vật gì không. Ban trinh sát nhanh chóng được thành lập với những trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm được tung vào cuộc. Trong đó một mũi được phân công tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp cận phân tích các tài liệu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Thương. Đặc biệt chú ý phân tích đặc điểm của những tổn thương để lại những dấu vết đặc trưng được đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân dẫn tới vết thương. Một tổ tiếp theo là chúng tôi là phân công xuống trực tiếp làm bác sĩ y tá tại trạm xá của xã Hợp Dương. Bởi vì thời điểm đó là theo như một số người dân phản ánh là cháu Thương là được đưa xuống điều trị ban đầu tại bệnh viện để nắm bắt thêm là cái thương tích của cháu có phù hợp, có trùng khớp với như lời của bác sĩ Tuấn là trình báo không. Sau khi nghiên cứu các cái tài liệu trong quá trình điều trị và nắm bắt là cái nội dung diễn biến của sự việc, sau đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên cái dấu vết trên cơ thể của cháu bé. Thì ngoài thì các cái vết thương của cháu bé để lại trên cơ thể thì một vết chém ngang qua gò má trái, ngang cả thái dương và gò má trái, và một vết thương ở ngón 2, ngón 3 của bàn tay phải. Mũi trinh sát khác bí mật tiếp cận căn nhà là nơi nhân sinh sống để thu thập các chứng cứ liên quan tới các di biến động của nạn nhân trước, trong, sau khi nạn nhân gặp nạn. Tuy nhiên phải đảm bảo tuyệt đối tính bí mật, tránh làm hoang mang dư luận, gây hiểu lầm cho gia đình nạn nhân, cộng đồng và dân cư xung quanh. Chúng tôi là vẫn chia một tổ đi xác minh những người hàng xóm xung quanh, xem những cái thời điểm đó là ở tại nhà anh Đoàn nơi cháu Thương đang ở có những cái nghi vấn gì, có những cái tiếng ồn gì không, có những cái náo loạn gì trong nhà trong cái thời điểm đó không. Nhà anh Đoàn cái thời điểm đó ngoài cháu Thương ra thì trong nhà có những ai. Một mũi trực tiếp do lãnh đạo đội cảnh sát hình sự phụ trách duy trì liên lạc với bác sĩ đang đi theo nạn nhân, nắm bắt liên tục diễn biến về sức khỏe, đồng thời đưa ra các chỉ dẫn để vị bác sĩ này tiến hành khai thác thông tin từ xung quanh những người thân đi theo nhưng vẫn đảm bảo tính bí mật và khách quan. Với sự vào cuộc khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao, thông tin về sự việc dẫn tới vết thương nghiêm trọng cho nạn nhân Thương dần được củng cố. Qua các tài liệu thu thập được ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng có nhận định đây là một sự việc nghiêm trọng có dấu hiệu hình sự. Thông tin nhanh chóng được các điều tra viên tiến hành phân tích, đưa ra các giải thiết ban đầu liên quan tới động cơ hình thành vết thương. Bác sĩ phản ánh lại là cái vết thương đó là do là cháu tự ngã trong gia đình. Nhưng mà sau khi mà bằng các cái nguồn thông tin mà chúng ta thu thập được thì anh em nhận định cái thứ nhất căn cứ vào cái hiện trường để lại, căn cứ vào thương tích của cháu Thương thì chúng tôi thấy là không phù hợp. Bởi vì là cái vết thương của cháu là ngoài cái vết thương rách mặt ra thì quá trình khám tại chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh là để là cháu đã bị chấn thương tụ máu não. Căn cứ vào cái những cái nhân chứng chúng tôi thu thập được ở xung quanh nhà thì họ cũng phản ánh là cái việc đó là cũng có một số là thời điểm là có tiếng ồn xảy ra từ phía gia đình của anh Đoàn. Căn cứ những cái ý thì chúng tôi nhận định cái vụ việc này là có cái hành mạng xảy ra ở trong này.
Cũng trong lúc này, đội cảnh sát hình sự nhận được thông tin từ bác sĩ báo về. Sau khi tiến hành chuyển nạn nhân lên bệnh viện tuyến trên để điều trị, nhưng do vết thương quá nặng, Bệnh viện Việt Đức xác nhận nạn nhân đã chết não do tổn thương vùng mặt gây ra và trả về cho gia đình lo hậu sự. Thông tin này đã tạo áp lực rất lớn đối với lực lượng chức năng phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân thật sự gây ra cái chết cho nạn nhân thương. Khó khăn trong cái vụ này đó là nạn nhân thì được Bệnh viện Việt Đức trả về, không có khả năng để sống nữa. Tuy nhiên thì gia đình muốn để kéo dài thời gian sống để chờ người nhà ở trong miền Nam về, thì đó là một cái khó khăn vì là liên quan đến việc chứng minh hành vi giết người, thì cơ quan công an phải tiến hành giám định trong khi cháu thì đang thở oxy, nên việc đó là việc rất khó khăn. Mối trinh sát tiếp cận nhà nạn nhân thông tin về, theo thu thập ban đầu từ người dân xung quanh và những người có liên quan thì hết sức rối loạn, thông tin đa chiều, mâu thuẫn nhau. Có nguồn tin cho rằng do cháu bị tai nạn trên đường đi học, lại có thông tin cung cấp là do trong quá trình sinh hoạt nạn nhân tự ngã khi trên tay đang cầm dao nên gây ra vết thương trên mặt. Những thông tin này được các trinh sát phân tích một cách cẩn trọng để xác định đâu mới là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong cho nạn nhân. Công an Cẩm Xuyên đã thành lập các tổ công tác để xác minh các hướng khác nhau. Trong đó tập trung để xác minh xem cái biến động của cháu ngày hôm đó đi đâu làm gì và có việc có ngã hay không. Ban đầu xác minh, các tổ công tác đã tiến hành triển khai xác minh thì thấy rằng việc cháu có đi học, cháu có về nhà, sau khi về nhà cháu không đi làm gì nữa. Như vậy là loại trừ cái việc cháu có thể là không bị ngã vì tai nạn giao thông. Hai nữa là quá trình xác minh ở nhà cũng như dấu vết thương tích trên người cháu thấy rằng việc ngã thì rất khó để hình thành cả cái dấu vết đó. Như vậy là anh em đã xác định rằng là cái này là do có thể ai đó đã tác động lên người. Sau khi mà chúng tôi là tiến hành thu thập các lời khai từ người nhà cho đến nhân chứng, là thể hiện là việc là cháu là bị ngã ở trong phía trong bếp. Nhưng mà sau khi chúng tôi trực tiếp xuống hiện trường thì chúng tôi thấy cái hiện trường đấy là một khu nhà bếp rất là chật chội. Ở trong sát cái địa điểm mà cháu ngã đó là có một tủ lạnh, nhưng mà xung quanh cái vị trí đó là không có một cái vật cản, không có một vật cản gì. Đấy, quá trình nên bằng gạch hóa, cho nên cái việc mà để cháu tự ngã như thế giờ chúng tôi nhận định là không có. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng với cái hiện trường để lại thì do một con người nào đó tác động bằng một vật gì đó mới có thể dẫn đến cái thương tích cũng như phù hợp để lại một thương tích của cháu thương. Nguyên nhân nạn nhân tử ngã khi di chuyển trong nhà và trên tay có cầm dao đã được lực lượng chức năng loại bỏ ngay từ đầu. Cũng có giả thiết đưa ra là do mâu thuẫn ngoài xã hội, đối tượng có thù hằn cá nhân với nạn nhân đã lợi dụng sơ hở lẻn vào nhà thực hiện hành vi trả thù, sau đó tẩu thoát. Chúng tôi cái thứ nhất là cử một cái tổ để kiểm tra để xác minh cái mối quan hệ của cái cháu thương ngoài như thế nào, thì quá trình trừ tượng hôm nay có mâu thuẫn gì về ai không. Nhưng một tổ như thế chúng tôi cũng là trực tiếp xuống làm việc với nhà trường, các bạn bè thân của cháu thương cũng như những người hàng xóm xung quanh, mà thường cháu thương là chiều nào cũng đưa cháu đi ra cắm cọc ở ngoài đồng, thì họ đều phản ánh một cái là cháu thương là một cháu rất là hiền lành, chăm ngoan học giỏi, trừ tượng hôm nay thì không mâu thuẫn với ai. Hầu như là bạn bè, thầy cô cũng như là những người hàng xóm xung quanh rất là thương cháu. Thì chúng tôi nhận định rằng cái việc mà để cháu mâu thuẫn với những ai phía ngoài hoặc là đến để gây xích mích hoặc là gây cái việc thương tích dẫn đến cháu tử vong thì chúng tôi có thể là loại trừ được cái việc này. Tuy nhiên việc triển khai điều tra lại không hề đơn giản một chút nào, trong khi nạn nhân thì vẫn đang trên đường đi cấp cứu từ Hà Nội về. Trong khi đó, các tài liệu ban đầu dẫn tới việc hình thành vết thương cũng đang được lực lượng chức năng gấp rút triển khai, thì việc thu thập các thông tin từ những hộ dân xung quanh ngôi nhà nạn nhân sinh sống lại không thu được những kết quả có giá trị. Để phá án được cái vụ này thì phải nói rằng vận động đến tất cả các cái biện pháp nghiệp vụ một cách tổng hòa. Đấy. Mà trong đó thì có cái biện pháp phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Thì nhưng mà
thì việc này cũng hết sức khó khăn, bởi vì đối tượng này là có chức sắc ở xã, lại là làm bên ngành lực lượng vũ trang nữa. Thế nên là khi mà mọi người hàng xóm láng giềng trong thôn xóm, thậm chí cả bí thư thôn trưởng để cùng để nói về sự thật, về hoàn cảnh cũng như về quá trình sinh sống, cũng như có những lúc mà cậu này đập đánh cháu bé trong thời gian qua thì không ai dám. Vậy nguyên nhân nào dẫn tới việc hình thành vết thương nghiêm trọng như vậy? Nạn nhân mới chỉ 16 tuổi, còn thông tin từ những người biết việc cung cấp lại rất mập mờ, thiếu tính logic. Vậy quan hệ giữa nạn nhân với những người trong gia đình ra sao? Có những uẩn khúc gì hay không? Tiếp tục rà soát tại xung quanh ngôi nhà nơi nạn nhân sinh sống, quần chúng nhân dân cung cấp, bản thân nạn nhân hết sức éo le, là trẻ mồ côi cả cha và mẹ từ lúc mới lên 6 tuổi, được người cậu đón về để nuôi. Tuy nhiên cuộc sống của cá nhân tại đây cũng vô vàn tủi khổ. Anh em cũng tập trung xác minh, thấy rằng là cháu Thương tuy mồ côi bố mẹ ở với cậu, tuy nhiên quá trình sinh sống tại địa phương theo cung cấp của người dân xung quanh và bạn bè của cháu Thương thì quá trình đó là cậu cũng đối xử cũng nhiều lần là cũng đã đó có sự đánh đập nhiều lần, đã có cái việc đối xử là không tốt đối với cháu. Và cái hệ quả ngày hôm nay là tất yếu của một quá trình đối xử như vậy. Và sẽ thấy rằng cháu Thương là cũng là một người học sinh, cũng là được thầy cô đánh giá là học sinh ngoan và học hành có nhiều tiến bộ, chăm chỉ học hành, được hàng xóm bà con là rất là yêu thương và ngoan ngoãn. Từ những thông tin thu thập được, cơ quan công an đã định hướng nguyên nhân dẫn đến vết thương trên người nạn nhân có nhiều khả năng là do mâu thuẫn trong gia đình giữa nạn nhân với cậu ruột. Qua công tác xác minh, tại thời điểm diễn ra sự việc trong nhà chỉ có hai vợ chồng người cậu cùng nạn nhân ở khu vực bếp. Nhưng ai mới là hung thủ thực hiện hành vi tàn độc này với nạn nhân? Đây là câu hỏi khó buộc các trinh sát và điều tra viên cần tập trung làm rõ. Các thông tin ban đầu chỉ là thông tin anh em trinh sát thu thập được từ hàng xóm láng giềng, từ thôn trưởng và từ những cái nhận định sắc bén của anh em trinh sát. Thì chúng tôi xác định rằng là chắc chắn là đã có hành vi phạm tội. Còn người tình nghi thực hiện hành vi phạm tội đó là người cậu, với biểu hiện cái thái độ của người cậu cũng như là cái quá trình lịch sử của người cậu này khi cháu bé sống với người cậu, nên chúng tôi xác định đó là cái giả thiết khả thi nhất để chúng tôi tập trung các cái hướng để thu thập chứng cứ để chứng minh cái hành vi phạm tội và người gây ra cái hành vi phạm tội. Cái lực tác động rất mạnh thì mới gây nên cái dấu vết này. Còn phụ nữ thì không đủ sức khỏe để gây nên dấu vết này. Như vậy là anh em đã tập trung là đấy có thể là đối tượng Đoàn chứ không phải là vợ. Trong nhà thì có hai vợ chồng với nhau, cho nên anh em tập trung làm theo hướng là đối tượng Đoàn. Muôn vàn những khó khăn trở ngại mà cơ quan cảnh sát điều tra gặp phải cần phải tháo gỡ ngay. Thì cũng tại thời điểm này bắt đầu xuất hiện nhiều thông tin khác nhau do người dân thêu dệt đưa ra xung quanh sự việc. Một bầu không khí nghi kỵ, hoang mang bao trùm lên toàn xã Cẩm Dương, đòi hỏi lực lượng chức năng phải mau chóng đưa ra lời giải đáp nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Áp lực càng đè nặng lên vai cơ quan công an huyện Cẩm Xuyên theo từng phút trôi qua. Vậy đối tượng nào mới là đối tượng gây án là một câu hỏi không dễ để trả lời. Ngay lúc này, một vấn đề cơ quan công an cần phải giải quyết đó là từ lúc diễn ra sự việc cho tới khi lực lượng chức năng vào cuộc điều tra đã hơn 48 giờ đồng hồ. Căn nhà thì bị khóa cửa bỏ trống, cả dấu vết tại hiện trường đã bị thay đổi hoàn toàn. Công tác thu thập dấu vết gần như là còn số 0. Cái vụ việc thì xảy ra trước đó là 2 ngày khoảng 48 tiếng đồng hồ. Thì khi xuống đó thì những cái đồ vật, những cái hiện trường xung quanh, đồ vật thì được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Thì hiện trường ngay cái vị trí cái nền gạch hóa là bị được rửa sạch sẽ, không để lại một cái dấu vết gì. Cho nên là để lại, cho nên quá trình điều tra của anh em cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong việc khám nghiệm hiện trường.
Lúc này mợ của nạn nhân vẫn đang trên đường từ Hà Nội về, còn người cậu thì vắng mặt tại địa phương. Mặc dù là ngày nghỉ lễ nhưng với sự quyết tâm truy tìm ra hung thủ gây án, tất cả các trinh sát giỏi đều được huy động vào cuộc. Dùng đi các hướng để xác minh thông tin liên quan đến vụ án, giữ nguyên quá trình di biến động của những người có mặt tại hiện trường. Đặc biệt, tập trung vào đối tượng hiểm nghi số 1 của vụ án là Nguyễn Trọng Đoàn, sinh năm 1967, là cậu ruột của nạn nhân, vào những thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra sự việc. Từ cái nhận định đó, cho nên là lực lượng công an huyện đã tập trung để xác minh và dừng lại toàn bộ biến động của đối tượng Đoàn ngày hôm đó. Bởi vì là trong ngày hôm đó thì đối tượng Đoàn đi đâu, làm gì và ở nhà cùng với ai làm gì thì được công an huyện dừng lên toàn bộ. Và tại thời điểm xảy ra sự việc đó chỉ có đối tượng Đoàn và vợ ở nhà. Thì với tài liệu điều tra ban đầu, lúc điều tra ban đầu thì vợ là đang đi Hà Nội để cấp cứu cháu, còn chỉ một đối tượng Đoàn nhà. Cho nên việc điều tra ban đầu là để tránh cái việc mà lộ bí mật điều tra cho nên rất khó khăn. Tuy nhiên với cái tinh thần, với nhận định tinh thần hướng quyết đó, cho nên anh em cũng tập trung các cái nghiệp vụ để triển khai xác minh. Và ngày hôm đó đã dừng được toàn bộ biến động của đối tượng Đoàn, đi đâu, làm gì và tối hôm đó làm như thế nào thì dừng lại toàn bộ. Theo tài liệu thu thập xác định, sau khi huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân tại sân bóng xã, Đoàn đã mời một số người về nhà uống rượu. Ngay sau khi buổi nhậu kết thúc, mọi người đi về thì cũng là lúc Đoàn cùng vợ lặng lẽ đưa cháu Thương đi trạm xá cấp cứu với lý do cháu bị ngã. Để vợ và nạn nhân ở lại trạm xá, con gái thì khá bình thản quay trở lại căn phòng chuẩn bị quần áo đi du lịch. Ngay lập tức, thông tin di chuyển của Đoàn được các trinh sát cập nhật liên tục. Những thông tin này phần nào đã hé lộ chân dung kẻ thủ ác. Nhưng việc tiếp cận đối tượng vào lúc này là hết sức khó khăn. Chỉ cần để lộ ý đồ của cơ quan chức năng thì chắc chắn đối tượng sẽ nhanh chóng tìm đường bỏ trốn hoặc sẽ có kế sách đối phó, gây khó khăn cho công tác điều tra phá án sau này. Đối tượng nghĩ rằng là việc gây án này chỉ có đối tượng và người bị hại là cháu ruột của mình. Nghĩ rằng là không ai biết việc này, cho nên sau khi đưa đến trạm xá thì đối tượng quay trở về và để rồi cố tình che đậy hành vi này bằng cách xóa tất cả các cái dấu vết và lên đường để đi du lịch. Đấy là một cái khó khăn trong quá trình điều tra. Một lần nữa, thách thức được đặt ra cho cơ quan công an là phải làm sao đưa được đối tượng quay trở về làm việc một cách an toàn nhưng không được để bứt dây động rừng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ đánh động tới đối tượng. Cơ quan công an cũng nhận định bản thân Đoàn là xã đội trưởng quân sự có kinh nghiệm trong lực lượng vũ trang. Do đó, y sẽ em hiểu các biện pháp nghiệp vụ sẽ đưa được ra các thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Do đó, vấn đề này cần phải được cân nhắc, được lựa chọn với phương thức đặc biệt mới đem lại hiệu quả. Ở đây là một cái câu hỏi rất là khó. Chúng tôi nhận định, việc xác định rằng là có cái hành vi phạm tội và có cái kẻ tình nghi. Nhưng mà nếu bây giờ mà tất cả các cái tài liệu chứng cứ trực tiếp để có thể khởi tố và hoặc là sử dụng các cái biện pháp ngăn chặn ngay thì hầu như là chưa có căn cứ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không sử dụng để gọi người cậu về, để triệu tập người cậu về thì như thế thì chứng cứ nó sẽ bị mất và nó ảnh hưởng đến cái quá trình điều tra phá án sau này. Nên chính vì vậy là chúng tôi đã hội ý rất là nhanh, xác định rằng là đánh vào cái tâm lý của một người xã đối tượng, đánh vào cái tâm lý là còn có cái tự hào về ngành quân đội, rồi đang có một chút là về ý thức trách nhiệm của một người chỉ huy trưởng quân sự ở xã, nên chúng tôi đánh vào cái tâm lý ở đấy và vận động thuyết phục, dùng lời nói rất nhẹ nhàng để cho cậu này quay trở lại để phục vụ cho cái quá trình điều tra. Ngỡ tưởng hành vi phạm tội của mình đã qua mắt được lực lượng chức năng, y ung dung quay trở về với suy nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Vừa có mặt tại địa phương, đối tượng đã bị tách ngay ra khỏi hiện trường, đồng thời đưa các điều tra viên giỏi đấu tranh khai thác với y. Không thể để đối tượng quay trở về với gia đình,
rồi là thống nhất rồi tẩu tán các cái đồ vật tài liệu liên quan vụ án, thì cơ quan công an buộc phải có các biện pháp để tôi là làm việc đối tượng từ khi cháu ở ngoài Hà Nội cho đến khi cháu mất. Thì đó là quá trình đó thì anh em phải sử dụng đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ để tiến hành làm việc đối tượng, đảm bảo về sức khỏe đối tượng, đảm bảo lời khai và tránh việc để tẩu tán các cái chứng cứ khác. Tại cơ quan công an, đối tượng Đoàn vẫn một mực khai nhận nguyên nhân dẫn tới vết thương cho nạn nhân Thương là tự ngã. Chỉ khi nghe thấy tiếng kêu của cháu, y mới chạy vào và đưa đi cấp cứu. Cũng theo ghi nhận của Đoàn, toàn bộ sự việc chỉ có y với nạn nhân. Vì biết sự việc xảy ra chỉ có hai cậu cháu, y nhất quyết khẳng định không do tác động của bất cứ ai. Theo phán đoán, cháu Thương vẫn chưa chết hẳn, nên đối tượng nghĩ rằng cơ quan chức năng sẽ không có cơ sở để bắt giữ hắn. Từ đó tự tin vào sự sắp đặt, chuẩn bị trước đó của y. Tuy nhiên, cũng chính từ những lời khai một cách rành mạch, sự bình tĩnh trong quá trình đấu chất với các điều tra viên đã khiến cho các điều tra viên càng có cơ sở nghi vấn về hành vi phạm tội của y. Ban đầu thì đấu tranh đối tượng Đoàn khai nhận rằng là do cháu ngã tư ngã ở nhà. Khi ngã thì chỉ có hai cậu cháu với nhau. Và chỉ nghe tiếng cháu Thương thét lên thì cầu vào thì thấy rằng là máu chảy ở mặt và ở nhà. Cầu bảo rằng là việc đó tự ngã. Anh em này càng có niềm tin hơn là việc ngã này khẳng định rằng không phải là do ngã nhà. Như vậy con có niềm tin khẳng định là đối tượng Đoàn này. Sau mấy ngày đấu tranh ấy thì đối tượng Đoàn chỉ khai nhận việc này là do cháu tự ngã, bởi vì là lúc xảy ra sự việc là không có ai làm chứng. Vợ thì đang làm ở ngoài vườn, cho nên đối tượng là một mực là chối bỏ cái việc này. Tuy nhiên thì từ nhận định và từ cái quyết tâm và thấy xét thấy tính chất vụ án rất nghiêm trọng, nên lực lượng công an huyện là tập trung để đấu tranh. Trong khi đó, đây đang là giai đoạn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn cán bộ quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã về mặt con người và quản lý, thì đối tượng Đoàn đang thuộc diện quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Vướng mắt về thẩm quyền điều tra, nếu trả đối tượng về cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều tra thì sự việc sẽ bị kéo dài hơn. Đối tượng sẽ có nhiều cơ hội để phi tang các vật chứng cũng như điều kiện để tiến hành thông cung với các đối tượng khác, thì việc điều tra sau này sẽ hết sức khó khăn. Cũng là vấn đề khó khăn mà cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cẩm Xuyên phải giải quyết. Cũng vào thời điểm này, cháu Thương được người nhà đưa về tới Hà Tĩnh, nhưng do mong muốn kéo dài sự sống, đợi người thân từ miền Nam ra lo hậu sự, lực lượng chức năng vẫn không thể tiếp cận để thu thập thêm các tài liệu chứng cứ để bổ trợ cho quá trình phá án. Bên cạnh đó, một nhân chứng hết sức quan trọng là vợ của Đoàn. Khi về đến nhà nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc thì lấy nhiều lý do khác nhau, né tránh làm việc với cơ quan công an, làm tình hình mỗi lúc một căng thẳng thêm cho quá trình điều tra. Đối tượng Yến là quá trình đưa cháu Hà Nội về là lấy lý do là không đảm bảo sức khỏe để làm việc, thì cơ quan công an không thể làm việc với đối tượng và phải tiến hành cử cán bộ giám sát theo dõi trực tiếp tại nhà. Khi nào đảm bảo sức khỏe thì làm việc. Thì sau 3 ngày quá trình giám sát đó thì đối tượng Yến với sự vận động của cơ quan công an và chính quyền địa phương thì đối tượng mới chịu làm việc. Quá trình làm việc thì đối tượng cũng không khai nhận, không biết là cái việc này, và chỉ một mực khai nhận rằng là cái này do ngã. Vì trước đó là hai vợ chồng đã bàn bạc với nhau, là ai hỏi thì nói rằng là việc này cháu tự ngã. Từ những lời khai quanh co của Đoàn, bằng các chiến thuật hỏi cung, những lập luận sắc bén, dựa trên những chứng cứ khách quan thu thập được từ bệnh viện các tuyến cũng như địa hình hiện trường, các điều tra viên đã kiên trì giải thích, phân tích, bẻ gãy những lời gian dối của đối tượng về nguyên nhân do nạn nhân tự ngã. Chưa có chứng cứ được đưa ra lúc này, đối tượng Đoàn mới chịu khai nhận một cách nhỏ giọt những tình tiết mới liên quan tới vụ án. Tất cả các dấu vết tại hiện trường thì khi mà chúng tôi xác định đối tượng tình nghi, đối tượng nghi bắt đầu khai nhỏ giọt ra thì hiện trường gần như là bị xóa sạch. Cái nhất là vết máu nơi mà xảy ra cái hành vi đấy thì được khai là người cậu đã vào chùi rửa sạch sẽ. Còn cái hung khí để gây án đó là con dao, thì trong gia đình đấy là có hai con dao gần giống như nhau. Đấy, thì cái lời khai ban đầu thì chúng tôi thấy là chúng tôi nghi
là cái con dao to bản nhất, mà có hai con dao giống nhau. Đấy. Còn lại tất cả các hiện trường gần như là không có một chút dấu vết nào. Nên là chúng tôi đã nhận định ngay, chúng tôi đã thu thập và trưng cầu giám định ngay con dao. Thì rất may rằng là trong một trong hai con dao mặc dù bị rửa sạch nhưng mà vẫn có một vết máu. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là máu của nạn nhân. Sau khi trao đổi với cơ quan điều tra tiến hành mở rộng hiện trường, kiểm tra hiện trường và từ cái dấu vết để trên nạn nhân, chúng tôi đã nhận định hung khí tạo được ra của vết thương này là một vật sắc như dao, như búa. Và vật này có cái trọng lượng tương đối để gây được cái vết thương trên. Thì cơ quan điều tra cũng đã tiến hành thu thập tại hiện trường, kiểm tra tại hiện trường và đã thu giữ được một con dao nghi vấn và đã trưng cầu giám định viên của phòng, và chúng tôi đã kiểm tra trên con dao này đã để lại dấu vết máu của nạn nhân. Vấn đề thu thập chứng cứ trong vụ án này chỉ có duy nhất một chứng cứ trực tiếp. Nếu đối tượng Đoàn có khai nhận hành vi dùng hung khí để gây ra hậu quả cho nạn nhân thương như vậy, thì tất cả những chứng cứ khác phải phù hợp với chứng cứ trực tiếp. Còn nếu như chỉ có duy nhất một lời khai nhận tội của đối tượng, thì cơ quan công an cũng không thể tiến hành khởi tố bị can được. Do đó, lực lượng chức năng phải thu thập thêm các chứng cứ để bổ trợ. Trong giai đoạn này, việc thu thập thêm các chứng cứ bổ trợ như lời khai của người vợ, nhân chứng thứ hai là một trung đội trưởng là cấp dưới của nghi can đều không thu thập được nhiều. Trước những nhận định như vậy, lực lượng chức năng tập trung đấu tranh với vợ của đối tượng. Nhận định đây sẽ là chìa khóa quan trọng phá vỡ sự bế tắc trong vụ án. Theo lời khai của nhân chứng, hôm đó gia đình có tổ chức một cuộc liên hoan. Tới cuối buổi tiệc, Yến có nhắc chồng về việc bị mất một số tiền đã chuẩn bị để gửi cho con trai đang học tiếng trên Hà Nội. Sau khi nghe chuyện, sẵn hơi men trong người cùng bản tính côn đồ hung hãn, Đoàn đã đi vào khu vực nhà bếp. Được một lúc thì nghe thấy tiếng quát tháo của Đoàn. Miếng này ai đây? Đá đây con, đá đây. Miếng kia đá kia. Tiếp tới là nghe tiếng hét thất thanh của cháu Thương. Yến từ khu vực nhà sau chạy lên đã thấy cháu Thương nằm dưới sàn nhà với vết thương lớn ở trên mặt. Dù rất hoảng loạn nhưng được đối tượng Đoàn trấn an kể lại sự việc, cũng như chỉ đạo cho Yến nếu có ai hỏi thì cứ nói là nó tự ngã rồi đưa cháu đi cấp cứu ở trạm xá. Lúc mà đối tượng Đoàn sử dụng dao để đôi là chém cháu Thương á, thì người vợ là Yến á, thì đang ở phía sau nhà không trực tiếp chứng kiến việc này, chỉ khi nghe thấy cháu hét lên thì mới chạy vào. Như vậy là Yến là quá trình diễn ra sự việc là hoàn toàn không chứng kiến. Tuy nhiên đối tượng Yến có hỏi chồng rằng là tại sao thế này, thì ngay lập tức từ đối tượng nói rằng là lỡ tay gây ra việc đó. Cũng vào thời điểm này, do vết thương quá nặng, nạn nhân Thương đã tử vong tại gia đình. Sau khi giải thích và được sự đồng thuận của gia đình nội ngoại, công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp cùng với nhóm kỹ thuật hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập các dấu vết trên cơ thể nạn nhân, củng cố các tài liệu cho công tác điều tra. Kết quả cho thấy nạn nhân Thương chết do vết chém sâu trên xương gò má trái, gây đứt xương gò má, làm sập thành chức xoang hàm trên, đứt cơ xương thái dương, vỡ xương thái dương, gây ra tình trạng tụ máu tại bán cầu đài não trái. Tổ chức não gây phù nề, chèn ép sọ não dẫn đến tử vong. Ngoài ra, các giám định khoa học cũng đã chứng minh được chiều hướng tấn công, vị trí thực hiện hành vi chém, lực tác động tới nạn nhân, phù hợp với đặc điểm ngoại hình, sức mạnh, chiều cao của hung thủ. Căn cứ và các dấu vết để lại trên người nạn nhân, lực lượng kỹ thuật hình sự đã khẳng định thủ phạm gây ra cái chết cho nạn nhân Thương chính là đối tượng Nguyễn Trọng Đoàn. Từ đó có căn cứ để đấu tranh buộc đối tượng phải thừa nhận hành vi giết người.
con dao của cơ quan điều tra là thu giữ tại hiện trường và chúng tôi đã tiến hành giám định kiểm tra dấu vết máu để còn sót lại trên con dao này. Và dấu vết máu ở đây đã trùng khớp với dấu vết máu của nạn nhân. Và qua cái vết thương để lại trên nạn nhân, chúng tôi đánh giá cái chiều hướng cũng như động tác của hung thủ với nạn nhân có lực rất là mạnh. Hung thủ thuận tay phải tác động ngang bằng với nạn nhân gây ra một cái tổn thương rất là mạnh rất là nặng. Tức là cái vết thương của cháu bé là do một cái dao có bản rộng để gây ra. Đấy, và chúng tôi đồng bước đầu đã khẳng định rằng nó phù hợp phần nào với cái lời khai của đối tượng. Trước các tài liệu thu thập được trên tử thi nạn nhân, kết hợp cùng với những lời khai của các nhân chứng trong sự việc lúc này, đối tượng Đoàn vẫn ngoan cố phủ nhận hành vi phạm tội. Các điều tra viên vẫn kiên trì sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự động viên, thuyết phục. Sau gần 100 giờ đấu trí, Đoàn đã phải thừa nhận hành vi giết người. Theo kết quả điều tra, sau khi nghe vợ nói là bị mất tiền gửi cho con, Đoàn nghĩ ngay trong nhà có 3 người thì chỉ có Thương là người ăn cắp tiền của vợ chồng mình. Y đã đi thẳng xuống bếp với mục đích tra hỏi Thương. Lúc này, Thương đang làm việc nhà. Sau khi tra hỏi một hồi nhưng không đạt kết quả, trong khu vực bếp sẵn có con dao, Đoàn nhặt lên đe dọa, nếu không khai sẽ chém chết. Nhưng Thương một mực khẳng định không lấy số tiền trên. Không thỏa mãn với cách trả lời của Thương, Đoàn đã thẳng tay chém một nhát rất mạnh vào phần mặt trái nạn nhân. Lực chém mạnh khiến nạn nhân đổ gục ngay tại chỗ, chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh. Lúc này vợ của Đoàn chạy tới, biết hành vi của mình là nghiêm trọng, sợ bị bại lộ, nhưng Nghi rất nhanh chóng trấn tĩnh nghĩ ra cách đối phó. Đoàn đã yêu cầu vợ đừng nói ra sự thật, rồi đưa cháu đi bệnh viện. Về phần mình, sau khi cùng vợ và nạn nhân đi cấp cứu, Đoàn nhanh chóng vào lại hiện trường vụ án. Y biết sớm muộn gì cũng sẽ có người truy hỏi về sự việc, nên y đã lau chùi toàn bộ các vết máu tại hiện trường, thay đổi các vị trí đồ vật để tạo nên một hiện trường giả một vụ tai nạn tự ngã. Theo tính toán bước tiếp theo, gã giả như không có việc gì khi chuẩn bị quần áo, thản nhiên tham gia cùng đoàn du lịch của xã tổ chức theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, kẻ thù ác đã không thể che đậy được tội lỗi của mình bởi những chứng cứ được lực lượng kỹ thuật hình sự phơi bày. Căn cứ và tài liệu, chứng cứ thu thập kết hợp với lời khai của các nhân chứng và lời thú tội của đối tượng, cơ quan điều tra có đủ cơ sở để kết luận Nguyễn Trọng Đoàn là đối tượng duy nhất sát hại cháu Nguyễn Hữu Thương do nghi ngờ cháu ăn trộm tiền của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã hoàn tất hồ sơ để chuyển đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị truy tố Nguyễn Trọng Đoàn về tội giết người theo khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vai trò của quần chúng nhân dân nói chung trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm là hết sức quan trọng. Và nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng thì được quần chúng tố giác và từ đó cơ quan công an điều tra làm rõ. Riêng trong vụ án này phải nói rằng cái sự cung cấp thông tin của một bác sĩ tại bệnh viện tỉnh là cái thông tin quan trọng nhất để rồi cơ quan công an tiến hành điều tra khám phá. Và từ thông tin này thì cơ quan công an mới biết được sự việc. Còn ngoài ra không ai biết được sự việc này. Nếu như không có cái thông tin này thì sự việc sẽ bị che đậy và vụ án sẽ không được làm rõ. Và người đã thực hiện hành vi sẽ không bị xử lý trước pháp luật. Vụ án khép lại, Nguyễn Trọng Đoàn sẽ phải đối mặt với bản án cao nhất dành cho y. Nhưng nỗi đau, sự ám ảnh của những người ở lại của cơ quan điều tra và người dân huyện Cẩm Xuyên vẫn dai dẳng mãi.
có lẽ cần phải thêm rất nhiều thời gian nữa thì người dân nơi đây mới có thể nguôi ngoai vì nỗi ám ảnh này. Đến đây, chuyên mục Hành trình phá án tuần này của truyền hình Công an Nhân dân cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.